Suốt 25 năm qua, chúng ta không hề lười biếng. Lượng khách và hàng hóa của chúng ta không ngừng tăng lên. Chúng ta còn trở thành một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới. Trong tương lai, sân bay quốc tế Hồng Kông sẽ có khả năng đón tiếp hơn 140 triệu hành khách và xử lý 10 triệu tấn hàng hóa. Để củng cố địa vị hàng đầu của Hồng Kông đối với ngành hàng không quốc tế, chúng ta không ngừng phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ sân bay. Đường băng số 3 vào cuối năm 2022 đã chính thức đưa vào phục vụ. Sắp tới chúng ta còn một bước phát triển quan trọng khác. Tương lai chúng ta sẽ xây dựng một thành phố sân bay. Trước mắt Sky City đang phát triển, thành phố hàng không, nó trộn lẫn bán lẻ, ẩm thực và giải trí. Tôi rất tin tưởng, Sky City sẽ trở thành điểm đến mới của Hồng Kông chúng ta. Đồng thời, chúng tôi hết sức chú trọng đào tạo nhân tài ngành hàng không. Học viện Hàng không Quốc tế Hồng Kông cung cấp một cơ hội cho một số thanh niên có ý muốn gia nhập ngành hàng không, cho họ một diễn đàn chuyên nghiệp có thể mở rộng hoài bão. Tôi còn nhớ, vào lúc mà tôi mới tiếp nhận chức chủ tịch này, có một bạn phóng viên hỏi tôi, sân bay hoàn hảo trong lòng tôi là như thế nào? Tôi hy vọng nhìn thấy mỗi một người trong sân bay, cho dù đó là du khách hay là nhân viên sân bay, họ đều tươi cười vui vẻ. Hướng đi của Thiên Yết đột nhiên thay đổi. 15 phút sau Đại Thiên Văn sẽ thông báo bỏ cấp 3. Dựa theo meter mới nhất, hiện nay Thiên Yết đang ở đông đông nam khoảng 400 km. Dự đoán hướng gió sẽ trực tiếp thổi vào Hồng Kông. Hiện nay wind 320-28 knots. Dựa theo hướng đi và hướng gió hiện tại, dù là cơn bão tiếp cận sân bay nhất, ảnh hưởng đến cỡ nào? Dự đoán sẽ tiếp cận nhất lúc 8 giờ tới 10 giờ tối. Tới lúc đó cơn bão sẽ đạt tới mức độ gió mạnh. Dự đoán chắc phong và nhiễu loạn sẽ thông qua đại dương sơn. Xem ra khi cơn bão này tiếp cận gần Hồng Kông, tốc độ gió có khả năng cao hơn 37 knots. Tới lúc đó máy bay cất cánh hạ cánh sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ tranh thủ hủy bỏ những chuyến bay đến và rời đi Hồng Kông từ 8 giờ tối. Đợi sau khi cơn bão đổ bộ, chúng ta mới dựa theo tình hình coi chừng nào khôi phục chuyến bay. Chuyến bay của tất cả công ty hàng không sẽ sắp xếp lại sau khi cơn bão suy yếu vào ngày mai. Lịch trình cất cánh hạ cánh sẽ dựa vào tình hình thực tế mới quyết định số lượng chuyến bay có thể xử lý. Lui. Nhắc lại lần nữa, tất cả các công ty dựa theo biện pháp dự phòng của hội nghị bão lần trước. Ngoài ra, còn phải khởi động passenger care team, đồng nghiệp ở tòa nhà hành khách sẵn sàng chuẩn bị quản lý dòng người, trao đổi trước với đồng nghiệp tổ truyền thông, báo chí tất cả báo đài, kêu gọi hành khách lưu ý thông tin chuyến bay mới nhất. Phải nhớ, dù hành lý có khả năng đình trệ máy bay, nhất định phải xử lý thật tốt. Ok. Cơn bão lần trước làm cho sảnh chờ D202 xảy ra dột nước, ảnh hưởng máy bay di chuyển. Đồng nghiệp sân bay và tổ công trình phải cẩn thận vấn đề tương tự xuất hiện lần nữa. Nghe rõ. Báo với tàu điện, kêu họ kéo dài thời gian phục vụ và tần suất chuyến tàu, xử lý với hành khách bị kẹt lại ở sân bay. Ừ, đã bàn bạc với phía tàu điện rồi, cố gắng kéo dài thời gian phục vụ. Mọi người để tin tức mới nhất cho điện thoại của mình. Ok, giải tán. Trời không ơi, chúng tôi phải lên máy hành bay lý mà. Rồi, bây giờ cô nói hủy chuyến có nhầm lỡ không vậy? Có phải cô đền cho tôi không? Không phải đó. Chúng tôi nhất định phải lên máy bay. Mọi người bình tĩnh nghe tôi nói được không? Tôi hiểu mọi người đều nóng lòng, rất muốn tới điểm đến của mọi người đúng giờ. Nhưng bây giờ bên ngoài đảm bảo là một nhân tố bất khả kháng. Chúng tôi cũng hy vọng mọi người hiểu không ai có thể thay đổi được sự thật này. Tóm lại bây giờ điều duy nhất chúng tôi có thể làm là xác định tất cả mọi người đều được an toàn. Tôi sẽ giữ liên lạc với tất cả các bộ phận. Tóm lại hãy có tin tức mới nhất tôi sẽ báo với các vị. Hy vọng trong khoảng thời gian chờ đợi này mọi người có thể kiên nhẫn một chút. Nếu có vấn đề gì hay cần sự giúp đỡ gì đều có thể liên lạc nhân viên mặt đất chúng tôi. Chúng tôi có thể nhờ nhân viên cảng vụ hàng không giúp đỡ. Anh Dĩ, KY411 sắp hạ cánh xuống 07A. Nhớ dẫn qua tiêu, KW411 phải đậu đúng vị trí đã định. Alo, Harry, vừa mới nhận được báo cáo khí tượng mới nhất của Đài Thiên Văn. Nửa tiếng sau sẽ chính thức nâng lên mức cảnh báo cấp 8. Hiện nay gió ngược ở 07R, 5 knots, cao nhất 10 knots. Hướng gió sẽ đổi thành đông bắc, sức gió sẽ đạt tới 35 knots. Bãi đậu máy bay của mọi người không vấn đề gì chứ? Có bão có mưa cũng không sao, quan trọng nhất là đang có sấm sét rầm trời. Bây giờ tôi đang ở sân đậu 37, thiết lập an toàn cho máy bay. Được, mọi người cẩn thận, giữ liên lạc. Nè, cậu Dĩ còn nợ tôi một bữa cơm. Sau khi hạ cảnh báo, kêu cậu ta thanh toán đó. Sau khi hạ cảnh báo mới nói đi. Cẩn thận đó. Nghe đi nha. Anh Henry, bây giờ tụi em qua S24 bơm xăng cho máy bay tăng trọng lượng. Mọi người qua bệnh làm việc trước đi, tôi coi xong chỗ này sẽ tới. Giờ đó. Đội trưởng, chúng ta sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông. Giờ địa phương là 4 giờ 15 phút sáng. Nhiệt độ là...
KW 367 Welcome home.